một con máy nữa về trong lô hàng ngày 26 tháng 4 2017. Cái này máy đẹp, tháng 10 2015, số khung nữa nè. Nên mình mới dân chân nha, trời cũng hơi sáng nên chắc khỏi xài đèn pin luôn. Dăng. Trời em gục mà. Đang thử máy mới diện lô máy 15 chiếc. Này mới đẹp, nhìn hết luôn. Ngày xước nè các bác, không phải bị nứt dở gì nha. Để xước. Rồi, xong con.